Tết 100k ăn gì ở chợ bầu? Hello quan không gửi này. Cho con ngon nhất không cơ? Ngon nhất đấy. Ăn cơm mà chắc chắn là ăn ngon. Sao em phải quay như thế? Em quay làm vlog ấy. Ở đây hàng đồ ăn có nhiều không ta? Tất cả có mấy hàng ấy thôi em. Rồi. Mua đi anh nha. Ăn nhiều mà nhiều quá trời ha. Bún cá bao nhiêu một tô ạ? Bao nhiêu vậy? 30 à? Vâng, cho một tô 30 nhé. Con cảm ơn. 30 ngàn quá trời đồ ăn luôn. Cái này cá là nó sẽ chiên lên sao? Giờ này phải công nhận rất là rộng nha, nhưng mà đa phần bán rau củ với lại hải sản, thịt bò. Nói chung là chủ yếu bán nhu yếu phẩm mà dạng thịt về chế biến á. Cô bán món gì ạ? Bún bò hay là bún vịt, bún dưa cua. Bún vịt bao nhiêu ạ? Ăn bao nhiêu và bán nhiêu. Vậy hả? 20.000 ở đây. À. Cho con một con 20.000 nhé. Tối thì khoảng mấy giờ hết luôn? Tôi muốn cho phép chỉ đến 2 giờ chiều thôi. Còn nhà kia thì chồng nó bảo đúng 10 giờ đêm mới về. Này cũng mang sợi nha. Nguyên cục huyết kìa bá luôn. Mình bị ghiền ăn măng lắm, măng ăn nó cuốn chỗ nào á. SOS. Còn 20 ngàn không biết ăn gì. Hai mì này bao nhiêu ạ? À, 10.000 3 lạng em ơi. 10.000. Lấy cho em 3 lạng nha. Đây 10.000. 10.000 nhưng mà biếu cô 100 nha. Trời ơi. Hả, biếu cô 100 nha. Thế thì lấy thêm 6 ký. Thôi, tụi con ăn ít lắm, tụi con lấy nhiều con ăn thôi. Dạ thôi, được rồi. Lấy con 1 chiếc nha. Thôi cô cứ giữ nha. Con ăn non ăn già. Dạ con ăn. Con ăn già có thể ăn non thôi, không ăn được già. Con ăn thiệt. Con ăn thiệt. Thí dụ người ăn giả là ăn. Ăn cái non. À. Nè con gửi cô. Cô xin đấy. Con biếu nha. Cô xin nha. Vâng. Chúc hai cô buôn mai bán đắt nha. Hồi nhỏ tôi thích ăn khoai mì đó mọi người ơi. Tại nhà có mấy khoai mì á, tự ra đào tự hấp ăn. Ok, vậy là mình đã hoàn thành nó hết rồi nha. Muốn mày đâu nữa thì bình luận cho mình biết.